kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, một tuần nữa đã trôi qua và các thường lại được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. À ngày hôm nay thì à, thường lại xin chia sẻ một vấn đề như thế này. Tất cả các chị em phụ nữ khi bắt đầu bước vào hôn nhân thì ai cũng có một tâm lý là muốn toàn tâm toàn ý cho cái hạnh phúc của mình cho mái ấm của mình. À, tuy nhiên thì à đối với đàn ông thì cũng hơi khó một chút xíu bởi vì cũng có không ít những đàn ông thì không chung thủy trong mối quan hệ với hôn nhân của mình chính vì vậy có nhiều phụ nữ đã trở nên là tan nát cõi lòng đau đớn lắm vậy thì những lúc như thế này những lúc mà đức ông chồng của mình ngoại tình thì người vợ phải làm sao đây hôm nay chúng tôi mời quý vị hãy gặp gỡ với chuyên gia tâm lý trần hữu đức đến từ trung tâm tư vấn better living và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này dạ chào chuyên gia Xin chào các tường, à, xin chào các bạn xem chương trình. À, thưa chuyên gia, à, có những ý kiến cho rằng như thế này, không có người đàn ông nào mà không ngoại tình, chỉ có những người đàn ông ngoại tình mà người phụ nữ không biết mà thôi. Vậy chuyên gia cũng là một người đàn ông mà Chuyên gia thấy điều này có đúng hay không? À, sai. <cười> <cười> Bởi vì. Sai chỗ nào à? Cái người đàn ông á, mà nghĩ rằng là người phụ nữ không biết á, cái đám đó sai hết trơn rồi. À. Bởi vì thường người phụ nữ có cái linh cảm rất là đặc biệt à, Nếu câu này chỉnh lại chút xíu thì câu này chuẩn là Người đàn ông nào cũng có bản năng ngoại tình Thì đó về góc độ tâm lý là hoàn toàn đúng Nhưng sẽ có một số ít những người đàn ông có thể kiềm chế được bản năng đó à, Nhưng mà cũng có một số các quý ông thì cứ hay than phiền ở đi ra ngoài đường thì thấy uh, con gái phụ nữ đẹp thì mơ mộng uh, bước đứng gần thì thơm tho sạch sẽ quần áo thì tươm tất uh, nhìn thấy mắt ham nhưng mà khi về nhà gặp vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối uh, nhiều khi uh, nó không có được uh, tươm tất nó không còn đẹp nó không có làm cái sự hấp dẫn cho người chồng nữa thì có phải liệu là cái yếu tố bên ngoài cái sự quyến rũ của người vợ cũng có thể là cái yếu tố để giữ chân chồng để cho chồng không có ngoại tình nữa cái điều này có đúng hay không ạ? Dạ thứ cái này rất là đúng rất là đúng đôi khi phụ nữ uh, đã trở thành vợ rồi đó nhất là uh, còn trở thành mẹ nữa cơ thì thường những người đó chúng ta hay chủ quan là không có còn chăm sóc cái bề ngoài của mình nữa vì nghĩ rằng là trời, đã là vợ chồng của nhau đã là cha mẹ của sắp nhỏ rồi thì uh, có ai lại câu nệ với bề ngoài uh, thưa quý vị cái này rất là sai lầm bởi vì đàn ông của chúng tôi thường uh, sẽ yêu bằng con mắt trước uh, con mắt mà thấy ok rồi đó thấy thuận rồi đó thì đó mới để ý tới cái đẹp của tâm hồn À, cho nên nếu quý vị chỉ có lo tâm hồn thôi mà quên cái bề ngoài á thì nó phí lắm nhé. Yeah. cho nên bề ngoài trước tí xíu đi, à, bề ngoài ổn xong thì ta đi vào trong tâm hồn à, và đương nhiên những yếu tố rất là cơ bản như là vệ sinh cơ thể, ăn uống khỏe mạnh, điều độ, à, giữ giấc ngủ, tập thể dục đều đặn thì tất cả những đó nó sẽ cho ta cái đẹp cả bề ngoài cũng như cả cái tinh thần nữa à, không có bệnh hoạn nè, cái sự hoài nghi, cái sự lo lắng thì quý vị rất là lưu ý là do sức khỏe thể trạng của mình không có được khỏe thì dẫn đến tinh thần của mình đó, nó cũng sẽ trao đảo và cái đó sẽ làm cho người đàn ông cảm thấy rất là ngột ngạt khi ở trong cái cái gia đình. Dạ yeah. à, thưa chuyên gia các tường có đọc một thống kê cho rằng 77% nam giới ngoại tình là do chơi với những người bạn đã từng ngoại tình. À, với thống kê này phải chăng yếu à, yếu tố quan hệ bạn bè có ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc của mỗi gia đình và người phụ nữ thì cần phải làm gì để giữ được hạnh phúc gia đình của mình? À, cái vế thứ nhất là cái việc chơi bạn thì thiệt ra là trong tâm lý à, à, có những cái thống kê rất là hay về cái này hãy để ý là năm người bạn thân nhất của mình nó tổng tài sản của năm người đó bình quân ra được bao nhiêu nếu như tổng tài sản của năm người đó bình quân chia ra là có 5 triệu đồng thì ta biết ta chỉ có thể tích lũy được tới 5 triệu đồng mà thôi à, nếu như tổng tài sản đó cao hơn thì ta biết là giới hạn trần của ta như thế thế câu chuyện ở đây ta muốn nói không phải là chuyện tiền mà chuyện hạnh phúc gia đình với những người bạn thân của chúng ta tổng cái chỉ số tạm gọi là tài sản hạnh phúc gia đình của họ chia đều cho nhau có cao không nếu chúng ta chơi với những người mà hạnh phúc gia đình lên bờ xuống ruộng thì chắc chắn sẽ tới lúc phiên ta à, lời khuyên của chúng tôi là dành cho các chị em phụ nữ hãy đi cùng với chồng đến để biết để kết thân với những người bạn của chồng và thông qua những người bạn của chồng mới tìm cách kết thân tới những người vợ của những người bạn của chồng thì thường họ sẽ chia sẻ với nhau những cái bí kíp để giữ gìn hạnh phúc gia đình và trong cộng đồng đó một người mà lén phán thôi tám người kia sống lại nó thông tin và nếu mà khi thật sự ta đã biết là chồng ta là có ngoại tình rồi, ừ. có người thì sẽ âm thầm theo dõi để thu thập thông tin, ừ. có người thì sẽ coi như là nóng giận, có thể là sĩ vã chửi rủa nhau, làm làm nhục nhau ở đám đông ở nơi làm việc của chồng chẳng hạn, hoặc là có người thì là âm thầm theo dõi giống như là thám tử vậy đó, rồi nhiều khi là đánh ghen, có uh -huh. những trường hợp lớn hơn nữa có thể là viết đơn ly dị luôn. Yeah. Vậy thì theo chuyên gia cách ứng xử nào là tốt nhất để giải quyết vấn đề này? Yeah cái sự chủ động, cái sự linh hoạt của người vợ để cứu lấy, để giữ lấy cái gia đình khi mà ta phát hiện là người chồng của mình đã ngoại tình là vô cùng quan trọng. À, thưa chị em phụ nữ cái đầu tiên là chúng ta phải làm sao giữ được cái cái bình tĩnh trước cái đó. Bởi vì những cái lúc đó chúng tôi rất là hiểu là chị em phụ nữ vì cái ghen, vì cái tức hoặc vì cái sợ, vì cái lo hoặc đôi khi vì cái mặc cảm, vì cái nhục nữa cơ, nha mà tay dễ bị tổn thương rất là nhiều đúng rồi đó. Tuy nhiên với những cái thông tin như vậy thì chị em phụ nữ của mình nên cư xử rất là à, tạm gọi là có văn minh đó, có nhã nhặn à, có tính trước tính sau để làm sao chừa một cái lý do chính đáng cho chồng của mình còn quay về lại với mình nữa chứ không khéo mình hành xử như vậy đôi khi trong cái cơn ghen cơn tức giận đó mà mình làm xong rồi cuối cùng bích đường luôn đúng rồi tự triệt yeah. cái đường đó của mình luôn dạ yeah. coi như là tạt nước phải chừa lại cái ly chứ đập luôn là tiêu luôn dạ. Yeah. Yeah. Và khi mình mất bình tĩnh, mất sáng suốt Thì những quyết định, những lời nói, những hành vi của mình á, Tổn thương tới bản thân của mình trước nè Kế tiếp là chồng của mình nè Những cái đối tượng cực kỳ quan trọng mà tổn thương lại nhiều 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 nhất Mà không ai để ý hết là con của mình Và những cái tổn thương lúc đó thường bé 4 tuổi, 3 tuổi Nó không có khả năng tự vệ đâu Cho nên người phụ nữ phải rất là bình tâm trong những lúc đó Sau đó cố gắng làm sao có cho được bằng chứng rõ ràng cái đã rồi sau đó là hãy đối diện với chồng của mình theo cái dạng chia sẻ Đừng có nói chuyện với ông ta như là một tội phạm Nói chuyện như những người đàng hoàng với nhau Cố gắng giữ cái thái độ đó, cái tinh thần đó Thì chúng ta sẽ xử lý được vấn đề rất là nhanh Và thưa chị em phụ nữ Khi đàn ông ngoại tình, nó khác với phụ nữ ngoại tình lắm Đàn ông họ yêu tầm bậy tầm bạ lắm, họ yêu rất là con nít Đừng có quy chụp á tội này cái là gì tội nó trọng tội cao cao lớn à, đúng đó. rồi đúng rồi phụ nữ á, mà ngoại tình á, là chuyện lớn á nhưng đàn ông ngoại tình á, đôi khi như một đứa con nít vậy thôi thích ăn vụng vậy thôi thậm chí nó ăn xong nó không biết nó ăn cái món gì nữa cơ thì nếu chị em phụ nữ đủ bình tĩnh đủ bao dung thì có thể chồng của mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo có thể người chồng của mình không phải là người có thể kiềm chế được bản năng dục tính của anh ấy nhưng anh ấy vẫn đàng hoàng trong vai trò là người cha người chồng và đó là một đơn vị rất là quan trọng trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay Dạ vâng ạ. Cảm ơn những thông tin rất là bổ ích của chuyên gia. Và các tường nghĩ rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ngày hôm nay, các chị em phụ nữ trước tiên hãy xem lại bản thân của mình trước đã. Mình đã yêu thương và chăm sóc bản thân mình đúng cách hay chưa? Và đối với người chồng của mình thì thật sự mình đã đúng mực hay chưa? Có như vậy thì chúng ta mới giữ được ngọn lửa trong quan hệ của hai vợ chồng. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn các tường. Cảm ơn các bạn xem chương trình dạ bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi các tường xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau xin kính chào